Khi hai đoạn cao tốc mới từ Vĩnh Hảo đến Dầu Dây khai thác liền mạch, nhiều tài xế chọn quốc lộ 28B để từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt và ngược lại. Đi theo cung đường mới này, tài xế sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với quốc lộ 20. Không chỉ xe du lịch mà cả hung thần xe rau, xe ben chở cát, đầu kéo, xe tải nặng cũng ngày đêm cày xới cung đường này. Khi hai đoạn cao tốc mới từ Vĩnh Hảo đến Dầu Dây khai thác liền mạch, nhiều tài xế chọn quốc lộ 28B để từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt và ngược lại, chóc, nhất là đoạn đèo Đại Ninh. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc tuyến đường này nhiều ổ gà ổ voi, nhiều khúc cua gắt, khúc khuỷu, độ dốc cao, mặt đường hẹp. Chỉ cần một chiếc xe đầu kéo hoặc xe tải nặng ôm cua là chiếm hết mặt đường cả hai làn. Nguy hiểm là vậy nhưng hàng ngày lưu lượng xe qua lại rất đông, nhất là các ngày cuối tuần. Một người dân buôn bán dọc đường cho biết xe đông đột biến kể từ khi cao tốc đưa vào khai thác. Đông nhất là xe du lịch, xe ô tô gia đình. Ngoài ra nhiều tài xế xe rau từ tỉnh Lâm Đông cũng chuyển hướng sang tuyến đường này. Những chiếc xe rau to lớn thường xuyên đi với tốc độ cao, vượt bất chấp mặt đường hẹp, nguy hiểm. Khuyến cáo các tài xế lần đầu di chuyển cung đường này phải cẩn thận quan sát, kiểm tra xe cộ kỹ lưỡng, đặc biệt là những xe gầm thấp vì có nhiều ổ gà. Quốc lộ 28B nối liền hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây là cung đường di chuyển nhanh nhất giữa hai trung tâm du lịch thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Quốc lộ 28B trước đây thực chất là đường công vụ để phục vụ chở thiết bị lên xây dựng thủy điện Bắc Bình. Sau khi hoàn thành xây dựng, chủ đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý và nâng cấp thành quốc lộ 28B. Theo ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, quốc lộ 28B trước đây đã quá tải, xuống cấp nặng. Tỉnh cũng dự đoán khi cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết đưa vào khai thác thì tài xế sẽ chuyển hướng như trên đông hơn. Quốc lộ 28B cũng được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương nâng cấp mở rộng. Hiện tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các bộ ngành trung ương bàn giao mặt bằng do phần lớn liên quan đến đất rừng. Trong lúc chờ phê duyệt dự án nâng cấp quốc lộ 28B, vừa qua tỉnh Bình Thuận đã xin chủ trương sửa chữa khẩn cấp các đoạn xuống cấp nặng và đã được duyệt. Dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn tất thủ tục và triển khai sửa chữa khẩn cấp.